quyết chiến kết thúc làm lạc thanh phong từ sinh tử đài bên trên đi xuống lúc trừ ra viên ra đám người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận bên ngoài những người khác đều là vẻ mặt phức tạp có sợ hãi thán phục có hâm mộ có ghen ghét trẻ tuổi như vậy cũng đã biến thành tinh biến cảnh giới hậu kỳ cao thủ cho dù là tại kinh đô tổng viện cũng là phượng mau lân giác hắn tu luyện tốc độ càng là có thể xưng kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi làm cho người khó có thể tin hắn tiền đồ có thể nghĩ đương nhiên rất nhiều người cũng vô pháp đã hiểu thiếu niên này vì sao muốn cùng viên gia kết xuống như thế đại thủ. Cuối cùng đối với viên đồng nhục nhã cùng tàn sát, khẳng định nhiều người nhà họ viên hận thấu xương. Lấy viên gia thực lực cùng bối cảnh, việc này tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Mặc dù bên ngoài không dám làm cái gì, nhưng sau lưng coi như nói không chính xác. Lào Thanh Phong tại Bắc Viện đám người chen trúc dưới, rời đi bích thủy hồ. Chu vi quan đám người cũng đều một bên thấp giọng nghị luận, một bên lần lượt tán đi. Trên đường đi, từ viện phó cùng bắc viện tất cả trưởng lão đều mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. "Thanh Phong, ngươi giấu giếm chúng ta thật đáng à, chúng ta những lão gia hỏa này còn vì ngươi lo lắng không thôi, chỉ sợ ngươi tốt như vậy một cái người kế tục, lại nhất thời xúc động, lấy cái kia viên đồng đường." "Ha ha, quả nhiên là hãi hùng khiếp vía." "Đúng rồi Thanh Phong, sau khi trở về ngươi thu thập một chút, có thể trực tiếp đi thiên giai bộ báo cáo. Lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực hôm nay, liên tục tăng lên hai bộ dư xài." việc này đến nhanh đi bẩm báo viện trưởng một tiếng nhưng lão nhân ra ông ta cũng cao hứng theo cao hứng ta bắc viện những năm này bị nam viện ép tới không thở nổi bây giờ rốt cục có thể ưỡn ngực tất cả trưởng lão ngươi một lời ta một câu đều là hưng phấn không thôi lúc này lạc thanh phong đối tất cả trưởng lão chắp tay nói ra quyết định của mình các vị trưởng lão đệ tử quyết định gần đây xuất phát đi hướng tuyết thần thành tìm kiếm nhà ta nương tử lời vừa nói ra đám người lập tức an tĩnh lại dừng một lát Lương Lập Trí dẫn đầu mở miệng nói. Thanh Phong, ngươi muốn đi tuyết thần thành. Ngươi cũng đã biết nơi đó là yêu tộc địa phương. Chúng ta nhân loại nếu muốn đi hướng nơi đó, mặc kệ thực lực ngươi cùng thiên phú như thế nào, đều là thấp đối phương nhất đẳng, phần lớn đều là nô lệ. Lạc Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đệ tử có hiểu biết nhưng không thể không đi. Những người khác nhìn nhau, nhíu mày tới. Lúc này, Phó Viện trưởng Từ Liêu mở miệng nói. Thanh Phong, ta cũng nghe hỏa mạn nói qua nhà ngươi nương tử sự tình nàng nếu là cùng trắng các chủ cùng đi an toàn hẳn là có bảo hộ ngươi bây giờ đã đột phá tinh biến cảnh giới hậu kỳ chúng ta chấn ma viện bao quát tổng viện đều sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên giúp ngươi tu luyện vô luận ngươi cần gì chúng ta đều sẽ đem hết khả năng thỏa mãn ngươi đợi một thời gian tin tưởng ngươi có thể trưởng thành là chúng ta chấn ma viện đứng đầu nhất đệ tử đến lúc đó ngươi muốn cái gì đều là chuyện một câu nói cái kia thời điểm này nếu như ngươi nghĩ ngươi ra nương tử Tổng viện cũng sẽ nghĩ biện pháp đem nàng mang ra trả lại cho ngươi. Nhưng cái này thời điểm này, ngươi nếu là đi Tuyết Thần Thành. Nói đến đây, Từ Liêu thở dài một hơi, hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, giảm thấp thanh âm nói, Tuyết Thần Thành tài nguyên tu luyện hoàn toàn chính xác so với chúng ta nơi này đã khá nhiều lần, nhưng người ta đều là cho yêu tộc thành viên dùng. Chúng ta nhân loại người tu luyện ở nơi đó đều là nô bộc tồn tại, trừ phi lập công lớn, nếu không rất khó chiếm được tốt tài nguyên tu luyện. Lương lập trí vậy cau mày nói, Thanh Phong, lấy tu luyện của ngươi thiên phú, nếu như đi nơi đó, không chiếm được tài nguyên tu luyện, chẳng phải là uổng phí hết thời gian cùng sinh mệnh. Không bằng chờ ngươi ở đây công thành danh toại về sau, tu vi tiến thêm một bước sau lại đi cũng không muộn. Các trưởng lão khác đều nhao nhao thuyết phục đứng lên. Là Thanh Phong đợi mọi người sau khi nói xong, Phương lần nữa chắp tay nói. Đa tạ chư vị trưởng lão đối đệ tử yêu mến, chỉ là đệ tử sớm đã quyết định, muốn đi tìm tìm ta ra nương tử. Vô luận nơi đó như thế nào, đệ tử đều tuyệt sẽ không hối hận. Đám người gặp hắn thái độ kiên quyết, không biết như thế nào lại khuyên. Lúc này, nhân giai bộ một tên trưởng lão thở dài một hơi nói, thực ra như vậy có lẽ cũng là một cái cơ hội, lấy thanh phong thiên phú và chăm chỉ, đi tuyết thần thành, nói không chừng về sau lại đi càng xa. Nếu là lưu tại nơi này, ai, thanh phong bây giờ giết cái kia viên đồng, tuy nói sinh tử đài quyết đấu, không thể truy cứu, nhưng lấy viên ra những người kia tính nết cùng hắn bối cảnh, việc này tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ sáng chúng ta không sợ chỉ sợ đối phương sẽ đến tối khiến người ta khó mà phòng bị à lời này vừa nói ra mọi người đều trầm mặc xuống tới phó viện trưởng từ lưu trầm mặc một hồi vậy gật đầu nói không sai lấy thanh phong thiên phú đi tuyết thần thành có lẽ sẽ có càng nhiều cơ hội nếu là lưu tại nơi này còn muốn lúc nào cũng phòng bị tiểu nhân hoàn toàn chính xác không ổn đám người thấy ngay cả phó viện trưởng đều nói như vậy cũng không tốt lại thuyết phục đều là mặt mũi tràn đầy không bỏ. Tuyết thần thành hàng năm đều sẽ phái người đến ta đại viêm chọn lựa hợp cách tu khoe người, hơn nữa có quy định, tuổi tác chưa đầy 30, tu vi tại tinh biến cảnh trung kỳ trở lên, đều có thể dựa vào thư giới thiệu đi qua. Thanh Phong, đã ngươi đã quyết định, chờ một lúc ta liền đi tìm viện trưởng, nhưng hắn tự mình cho ngươi viết một phong thư, ngươi ngày mai tới lấy. Viện trưởng tại Tuyết thần thành có người quen biết ngươi đi về sau, có thể tạm thời tìm nơi nương tựa đối phương. Từ Liêu cũng không có lại do dự lập tức giúp hắn an bài. Lạc Thanh Phong vội vàng nói tạ, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, đệ tử có thể mang một người cùng đi. Từ liêu ngơ ngác một chút, hỏi, đối phương tu vi như thế nào, nhưng có tinh biến cảnh giới hậu kỳ. Lạc Thanh Phong lắc đầu. A nha kiếm pháp mặc dù lợi hại, nhưng hoàn toàn chính xác còn không có tinh biến cảnh giới tu vi. Từ liêu cười khổ nói, cái kia khẳng định là không được, chỉ có yêu tộc thành viên mới có thể dẫn người tới, hơn nữa nhất định phải là nô bộc chúng ta nhân loại lời nói chỉ có thể tu vi đủ rồi mới có thể đi qua hoặc là được thỉnh mời mới có thể đi qua lạc thanh phong nghe vậy nhíu mày tới từ liêu lại với hắn bàn giao một chút sự tình nhưng hắn ngày mai tới lấy thư tín về sau liền vội vàng rời đi hẳn là đi tìm báo cho viện trưởng đi lạc thanh phong cũng không có lại nhiều đợi đối mấy tên trưởng lão chắp tay cáo từ rời đi a nha nếu là không thể đi lời nói vậy thì phiền toái hắn cũng không thể một người rời đi mà lưu cái nha đầu kia một người đợi ở chỗ này à? Dạo anh tỷ nếu là biết tất nhiên sẽ trách tội tới hắn. Nên làm cái gì bây giờ? Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể tìm yêu tộc thành viên mang theo A Nha cùng một chỗ. Thế nhưng là hắn cũng không nhận ra bất luận cái gì yêu tộc. Giờ phút này, hắn không khỏi liền nghĩ tới vị kia đều là mặc xám trắng rộng rãi áo bào, ngồi tại phía trước cửa sổ, kiêu ngạo mà đem ngực bày ra ở trên bàn sách nữ nhân tới. Nếu là bạch tiền bối tại, khẳng định là có biện pháp. Lào Thanh Phong trong lòng âm thầm thở dài, một bên hướng về cửa chính đi đến, một bên tự hỏi biện pháp. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh dưới đại thụ chuyển đến. Chúc mừng ngươi, đại thủ đến báo. Bạch Linh mặc một bộ váy trắng, đứng ở bên cạnh dưới đại thụ, mang trên mặt nụ cười. Lào Thanh Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn xem nàng, trong lòng đột nhiên khẽ động, đột nhiên hỏi. Lá thư này, là ngươi đưa đi. Bạch Linh hỏi, cái gì tin? Lào Thanh Phong nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, nói ngươi cùng bạch tiền bối quan hệ không ít lại là người ở đó tuyết thần thành truyền đến tin không phải ngươi tặng thì là ai tặng đâu bạch linh mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu vẫn không có thừa nhận ngươi hẳn là hiểu lầm không phải ta lạc thanh phong không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này nói thẳng bạch cô nương ta có thể xin ngươi giúp một chuyện sao bạch linh vậy mà không chút do dự lắc đầu không bang lạc thanh phong mắt sáng lên nói Ngươi biết ta muốn xin ngươi làm cái gì? Bạch Linh cười nhạt một tiếng. Đương nhiên biết ngươi muốn đi tuyết thần thành, còn muốn mang theo nhà ngươi cô em vợ. Đáng tiếc, nhà ngươi cô em vợ không đi được, vậy thì muốn cho ta mang nàng đi, có đúng hay không? Lạc Thanh Phong còn chưa trả lời, nàng chỉ lắc đầu nói, ta sẽ không đi. Lập tức lại nói, chí ít hiện tại sẽ không đi. Lạc Thanh Phong trầm mặc một chút, không tiếp tục nhiều lời. Tốt à, ta còn muốn những biện pháp khác. Bạch Linh lại nói, không cần nghĩ biện pháp khác nhà ngươi nương tử để cho ta nói cho ngươi không muốn mang ngươi nhà cô em vợ đi qua chính ngươi một người đi qua là được rồi lời này vừa nói ra lạc thanh phong lập tức kích động lên dạo oanh tỷ hồi âm rồi ngươi cùng nàng là thế nào liên hệ bạch linh không có trả lời chỉ là nói dù sao nàng chính là một câu nói kia chính ngươi mau chóng đi qua đi các nàng nơi đó hẳn là gặp phải nguy hiểm gì nhà ngươi bạch tiền bối cũng cho ta mang cho ngươi câu nói đi tuyết thần thành đi trước hàn băng các tìm một cái tên là thu chim khách nữ tử nữ tử kia sẽ nói cho ngươi biết sau đó nên làm cái gì lạc thanh phong khẽ nhíu mày còn nhiều hơn hỏi vài câu lúc bạch linh nhẹ nhàng phất phất tay nói lời nói đã đưa đến chúc ngươi một lộ bình sao thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu mau rời khỏi nơi này về phần nhà ngươi cô em vợ đem nàng kim ốc tàng kiều giấu ở ninh quốc phủ đi nơi đó tương đối an toàn nói xong nàng rời đi lạc thanh phong nhìn xem bóng lưng của nàng đi xa lại đang tại chỗ đứng một hồi phương tâm sự nặng nề rời đi đi ra sau đại môn trương thúy thúy cùng lâm vân bọn người chờ ở nơi đó chuẩn bị đi quán rượu vì hắn chúc mừng lạc thanh phong nào có tâm tư đi ăn cơm xin miễn về sau liền về nhà a nha cùng đồng miêu miêu đã đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn trước một bước về nhà nấu cơm chuẩn bị hắn chúc mừng nhìn xem trong phòng bếp hai tiểu nha đầu bận trước bận sau lạc thanh phong không đành lòng báo cho các nàng nhưng lại không thể không để mà nói là Ta đã vừa mới cùng trong nội viện nói mấy ngày nay liền rời đi, đi tuyết thần thành. Lạc Thanh Phong vừa nói xong, trong phòng bếp vừa mới thanh âm líu díu liền yên tĩnh trở lại. Đồng miêu miêu nụ cười trên mặt biến mất, đỏ mắt nhìn xem hắn. A Nha thì nhìn xem tiểu thư của mình muội, mặt mũi tràn đầy đau lòng cùng không bỏ. Nhưng mà Lạc Thanh Phong lời kế tiếp, nhưng sắc mặt nàng đại biến. A Nha, ta lần này không thể mang ngươi cùng đi, chờ ta sau khi rời đi, Ngươi liền cùng mầm mầm đi Ninh Quốc phủ ở. Lời này vừa nói ra, Đồng Miêu Miêu trong mắt nước mắt lập tức định lại ở đó, mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. A Nha thì là một mặt ngơ ngác vẻ mặt, tựa hồ không có nghe tiếng câu nói này. Vì cái gì? Vì cái gì không mang theo A Nha tỷ tỷ cùng đi? Đồng Miêu Miêu nổi giận, nắm lại nắm tay nhỏ. Lào Thanh Phong thở dài một hơi, giải thích nói: Tuyết Thần Thành nơi đó là yêu tộc địa phương, chúng ta nhân loại không thể tùy tiện đi qua. Ta sở dĩ có thể đi qua là bởi vì ta đã tấn cấp đến tinh biến cảnh hậu kỳ, hơn nữa có viện trưởng giấy viết thư. Về phần A nhà, đồng miêu miêu sừng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới, tựa hồ hoàn toàn chính xác có như thế cái quy định, sư phụ thì ra đối nàng nhắc tới. Lần này, đến phiên nàng đau lòng nhìn xem bên cạnh ngậm lấy nước mắt tiểu cô nương. lão thanh phong đi đến A nha trước mặt, vươn tay, muốn thay nàng lau nước mắt, A nha lại là lui lại một bước, sau khi từ biệt thân thể, nhếch lên miệng nhỏ, óng ánh sáng long lanh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh nhìn lên tới an phận ủy khuất đồng miêu miêu vội vàng ôm lấy nàng hống nàng a nha tỉ tỉ đừng khóc đến lúc đó ta dẫn ngươi đi ta sẽ nghĩ biện pháp mà ngươi tới a nha lập tức xoay qua thân thể bụng mặt chạy ra phòng bếp đồng miêu miêu đối lạc thanh phong hừ một tiếng cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài lạc thanh phong thở dài một hơi bắt đầu một người nấu cơm lúc ăn cơm a nha vẫn như cũ trốn ở gian phòng chưa hề đi ra cửa phòng từ bên trong khóa lại lạc thanh phong vậy vào không được ngay tại hắn không biết như thế nào cho phải lúc cửa phòng đột nhiên mở ra đồng miêu miêu từ bên trong đi ra nói tiên sinh a nha tỷ tỷ thật đau lòng tiên sinh đêm nay cần phải thật tốt hống nàng nha ta đêm nay liền không ở lại nơi này ta phải trở về giúp a nha tỷ tỷ thu thập xong phòng ngày mai liền đem a nha tỷ tỷ tiếp nhận ở nói xong nàng lại đối người nào đó hừ một tiếng phương đi ra ngoài đợi nàng đi ra tiểu viện về sau đứng tại ngoài cửa lớn sau đó trốn ở cổng, vụng trộm thò đầu ra hướng về bên trong nhìn thoáng qua, miệng bên trong đắc ý nói, tiên sinh, lần này xem ngươi còn không trúng kế, ừ. Nói xong, nàng quay người ngâm nga bài hát mà rời đi. Làm nàng đi đến cửa ngõ lúc, đột nhiên lại ngừng lại, có chút nhíu mày, có chút lo lắng nói, dưới dược hội sẽ không quá nhiều một chút. Nếu là tiên sinh quá mức hung mãnh, A Nha tỷ tỷ không chịu nổi. Không được, ta tối nay đến lại tới. Ta cùng A Nha tỷ tỷ là hảo tỷ muội, nói xong có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lập tức nàng lại nghiêng đầu, có chút nghi ngờ lẩm bẩm nói, thế nhưng là đây rốt cuộc là phúc đâu, vẫn là khó đâu. Trong phòng, A Nha ngồi tại bên giường, con mắt sưng đỏ. Lạc Thanh Phong thuyết phục hồi lâu, Phương dỗ dành nàng ra ngoài cùng nhau ăn cơm. Hai người sau khi cơm nước xong, nấu nước tắm rửa. Đang tắm lúc, Lạc Thanh Phong cũng cảm giác có chút không thích hợp mà. Hắn vội vàng tắm rửa xong, lập tức trở về đến gian phòng, chuẩn bị vận động bước ra thể nội dược vật thế nhưng lại không có hiệu quả gì ngược lại càng thêm khó chịu ngay tại hắn chuẩn bị khẩn cấp đi ra cửa tìm hỏa mạn lúc a nha đột nhiên đẩy cửa ra vào phòng tiểu nha đầu vừa tắm rửa xong trên thân bọc lấy một kiện đơn bạc quần áo đầu đầy mái tóc đen nhánh rủ xuống ở trước ngực dưới váy lộ ra hai đoạn trắng nõn duyên dáng bắp chân cái gặp nàng hai bên gương mặt đỏ bừng mấy sợi sợi tóc ướt sũng địa dính tại phía trên một đôi đen nhánh con mắt giờ phút này cũng là ngập nước mê ly mà động người hô hấp cũng gấp gấp rút rất nhiều đơn giản quy mô trước ngực nâng lên hạ xuống cả người đột nhiên tựa hồ nhiều hơn mấy phần nũng nịu cùng chọc người hiển nhiên tiểu nha đầu này vậy chúng chiêu lào thanh phong nhịp tim đột nhiên ra tốc vội vàng nói a nha chớ vào mầm mầm cái kia hỏng nha đầu cho trong thức ăn hạ độc chúng ta hả không đợi hắn nói hết lời a nha minh mâu chớp động gương mặt càng đỏ duỗi ra đầu ngón tay ngượng ngùng chỉ chỉ chính mình là ta giới ta cũng có phần nha. Nàng hẳn là ý tứ này. Lào Thanh Phong cứng tại trên giường, cứng họng. Cạch. A Nha trở tay nhốt cửa phòng, lên cắm cái chốt, sau đó khuôn mặt nhỏ ửng hồng, hai con ngươi thủy uông uông nhìn về phía hắn. A Nha, ngươi nghe ta nói. Lạc Thanh Phong vừa mở miệng, A Nha đã đi tới bên giường, đã kéo xuống màn trướng, sau đó bỏ lên. A Nha, đừng, chúng ta là ngươi là ta tiểu. À. Màn trong trướng lập tức an tĩnh lại. Ngoài cửa sổ, thắng minh tinh hiếm đồng miêu miêu ở nhà cơm nước xong xuôi cùng cha cùng mẫu thân bàn giao một tiếng lại ngon lành là tắm rửa một cái đổi thân quần áo đẹp về sau lập tức không kịp chờ đợi ra cửa a à nha tỉ tỉ đừng sợ mầm mầm tới cứu ngươi nha khụ khụ nóc nhà đột nhiên chuyển đến một đường tiếng ho khan ngay tại trên giường không kềm chế được lạc thanh phong lập tức giật mình tỉnh lại cuống quýt đẩy ra trong ngực nóng hổi người gấp giọng nói không được dứt lời hắn lập tức đứng dậy xuống giường, mở cửa sổ ra cướp ra ngoài. Hỏa mạn mặt lạnh lấy đứng tại nóc nhà, đang muốn mở miệng mỉa mai lúc, Lạc Thanh Phong cấp tốc cướp đến trước mặt của nàng. Từng thanh từng thanh nàng ôm vào trong ngực, sau đó liền vội vội vàng mang theo nàng rời đi, mặt đỏ tới mang tai địa thở dốc nói, cứu ta. Hỏa mạn sừng sốt một chút, lập tức cảm giác được khí tức của hắn không đúng, liền không phản kháng nữa, lại cố ý hỏi, làm sao cứu? Ta trúng độc. Cho nên, giúp ta hút ra nọc độc. Hai người rất nhanh biến mất tại đêm tối trên nóc nhà. Cùng lúc đó trong phòng, A Nha quấn tại trong chăn, mặt đỏ tới mang tai, lật qua lật lại. Lúc này, một bóng người đột nhiên từ ngoài cửa sổ cướp vào, gấp giọng nói: "Tiên sinh, ngươi đừng khi dễ A Nha tỷ tỷ, ngươi nếu là nghĩ khi dễ, liền khi dễ ta đi, ta sẽ không phản kháng." Dứt lời, nàng không kịp chờ đợi xông lên giường. Ngoài cửa sổ, ánh trăng càng sâu. Đêm nay, rất nhiều người đều không có ngủ. Lúc dạng sáng, là thanh phong độc trong người dịch rốt cục toàn bộ bài xuất, sau đó vứt xuống nằm ở trên giường không nhúc nhích, thoạt nhìn như là đã trúng độc mạnh hỏa tộc thánh nữ đại tiểu thư, nhanh chóng về tới trong nhà. Hắn lo lắng A Nha, dù sao A Nha vậy trúng độc. Thế nhưng là khi hắn vội vàng đi vào ngoài cửa sổ, lợi dụng nhìn xuyên kỹ năng nhìn về phía trong phòng lúc, lập tức cứng tại tại chỗ, khóe miệng co quắp không thôi. Tại ngoài cửa sổ đứng hồi lâu, hắn không có quấy giày, yên lặng rời đi, lại trở về thánh nữ trong phủ hỏa mạn đã khôi phục lại chuẩn bị báo thù rửa nhục thế là nàng biến thành cao cao tại thượng nữ vương đại nhân bắt đầu dục ngựa dơ roi vênh mặt hất hàm sai khiến hôm sau lạc thanh phong trực tiếp đi bắc viện từ phó viện trưởng nơi đó thuận lợi lấy được thư đề cử có cái này phong thư đề cử hắn liền có thể thông suốt tiến vào tuyết thần thành từ liêu còn ngoài định mức đưa cho hắn một bộ tuyết thần thành kỹ càng bản đồ cũng dặn dò hắn rất nhiều cần thiết phải chú ý sự tình nơi đó quy củ rất nhiều không thể nhất quên quy củ chính là ở nơi đó yêu tộc trí thượng lạc thanh phong rời đi bắc viện lúc nguyên nghĩ đến muốn đi cùng trương thúy thúy cùng lâm vân mấy người nói một tiếng bất quá không có nhìn thấy bọn hắn đành phải coi như thôi về đến nhà hai tiểu nha đầu lại còn chưa thức dậy nghĩ đến tối hôm qua nhìn thấy mỹ lệ phong cảnh lạc thanh phong không có đi quấy giày tại phòng bếp làm lên cơm chưa đây là cuối cùng một bữa cơm hắn quyết định đêm nay liền xuất phát sáng sớm mặt trời bất trì bất giác lên tới chính không đồ ăn mê người mùi thơm rất nhanh bay vào gian phòng oa thơm quá tiên sinh ngươi đang làm cái gì đồng miêu miêu mặc váy đỏ đi tới phòng bếp một bên cầm lấy cây lực gỗ chải lấy xốc xếch mái tóc một bên dò xét cái đầu ngửi ngửi một bộ còn buồn ngủ bộ dáng Lạc thanh phong tại phòng bếp lườm nàng một chút cô ý hỏi ngươi tối hôm qua không phải về nhà sao tại sao lại tới đồng miêu miêu lườm hắn một cái không có trả lời, một mặt u oán, "Tiên sinh tối hôm qua đi nơi nào?" Lạc Thanh Phong nghiêm sắc mặt chất vấn, "Tối hôm qua ngươi có phải hay không tại trong thức ăn hạ dược rồi?" Đồng Miêu Miêu lập tức mở to hai mắt, một mặt vô tội nói, "Thuốc gì? Không có a, à? tối hôm qua cơm tối không phải tiên sinh làm sao?" Lạc là Thanh Phong biết được nha đầu này sẽ không dễ dàng thừa nhận, cũng không có lại truy cứu, chỉ là nói, "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Đồng Miêu Miêu hì hì cười một tiếng, đi vào phòng bếp nói, tiên sinh, tối hôm qua ngươi có phải hay không khi dễ A Nha tỷ tỉ, tỉ. Khi ta tới, A Nha tỷ tỉ, tỉ quần áo đều bị lột sạch đâu, ngay cả cái yếm đều không có rồi. Lạc Thanh Phong không để ý tới nàng, tiếp tục nấu lấy đồ ăn. Lúc này, A Nha ở bên ngoài xuất hiện, lại không dám đi vào, tại cửa ra vào len lén liếc một chút về sau, liền cúi đầu bước nhanh rời đi, đi bên cạnh giếng đánh răng rửa mặt đi. Lúc ăn cơm, A Nha vậy cúi đầu, đỏ mặt, một mặt chột dạ bộ dáng lạc thanh phong nói chuyện với nàng lúc nàng cũng chỉ là sâu kín nhìn thoáng qua các ngươi tối hôm qua làm gì rồi lạc thanh phong bất thình lình hỏi lời này vừa nói ra hai tiểu nha đầu giật nảy mình đồng miêu miêu vội vàng chột xạ nói không không làm gì à chính là ngay cả khi ngủ nha a nha càng là mặt mũi tràn đầy đỏ ửng lạc thanh phong trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu cũng không tiếp tục truy vấn sau khi cơm nước xong lạc thanh phong nói cho các nàng đêm nay chính mình liền muốn xuất phát sự tình hai người nghe xong đều cấp bách đồng miêu miêu vội vàng nói tiên sinh vội vã như vậy sao liền không thể chờ lâu mấy ngày mưu kế của nàng còn không có đạt được đâu lạc thanh phong nhìn xem hai người nói ta nhất định phải nhanh xuất phát bên kia chuyển đến tin tức dạ oanh tỷ có lẽ sẽ có nguy hiểm lời này vừa nói ra a nha sắc mặt lập tức thay đổi lạc thanh phong an ủi bất quá sẽ không có chuyện gì bạch tiền bối cũng ở đó chờ ta đi lại tìm hiểu tình huống a nha nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh lạc thanh phong vuốt ve đầu của nàng nói đừng nóng vội chờ ta đi trước lại nghĩ biện pháp tới đón ngươi một bên đồng miêu miêu cũng nói a nha tỉ tỉ không có chuyện gì ta sẽ dẫn ngươi đi qua lạc thanh phong nhìn nàng một cái không có làm thực sau đó lại dặn dò các ngươi đêm nay liền đi ninh quốc phủ nơi này không thể ở lúc ta không có ở đây A Nha tận lực ít đi ra ngoài. Sau đó lại dặn dò một ít chuyện. A Nha cúi đầu, yên lặng lau nước mắt. Lạc Thanh Phong tuy có không bỏ, nhưng không có lại do dự. Lúc chạng vạng tối liền từ biệt hai người, ngồi xe ngựa xuất phát. Nhìn xem xe ngựa tại trên đường phố dần dần đi xa, A Nha lập tức khóc đỏ trong mắt. Cùng lúc đó ngoài thành thập lý đình chỗ, hỏa mạn chính cưỡi lấy một thớt lông bờm đỏ rực ngựa tốt, chờ ở nơi đó. Hai người tụ hợp về sau, hỏa mạn một mực đem Lạc Thanh Phong đưa đến biên giới chỗ, sau đó đem dưới hông đỏ rực ngựa tốt đưa cho hắn. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi. Nhìn thấy nàng về sau, nhớ kỹ đem chuyện của hai ta nói cho nàng, thuận tiện giúp ta mang một câu cho nàng, ta đại nàng tiểu. Trước khi chia tay, hỏa mạn một mặt ngạo kiều mà nói. Lạc Thanh Phong nói, trước ngươi không phải nói ngươi nguyện ý làm tiểu sao. Ha ha, nữ nhân lời nói ngươi cũng có thể thật chứ.